Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Kết thúc quý vị, như vậy là sau 7 ngày thực hiện ẩn tu thì khi hôn, ông Thích Minh Tuệ đã chính thức lên sóng truyền hình Việt Nam ở kênh VTV1 thưa quý vị, trong một phóng sự ngắn chỉ hơn 3 phút thôi. Sự xuất hiện này của ông Minh Tuệ đó thì đã giải tỏa bao cái điều nghi vấn, rồi bao cái sự nghi ngờ trong dư luận khi mà tiếp nhận thông tin từ những luồng thông tin thật thật giả giả, thưa quý vị. Tuy nhiên thì cũng có người chưa tin đó là sự thật, còn có vẻ nghi ngờ cái đoạn trả lời phỏng vấn của Thích Minh Tuệ trên sóng VTV1. Có một quý khán giả của diễn đàn 26 tên là Nhà Quê, tài khoản này tên là Nhà Quê, đã comment và hỏi diễn đàn rằng đó, thế nội dung thì tôi xin đọc nguyên văn như sau. Chào diễn đàn 26, theo chuyên nghiệp nhà báo, diễn đàn 26 nhận định thế nào? Tức là ý của cái tài khoản Nhà Quê đó là nhận định thế nào, hỏi 26 nhận định thế nào về hình ảnh này, về lời nói của ông Thích Minh Tuệ trong cái phóng sự ngắn phát trên trong cái chương trình VTV1. Cái tài khoản này nói tiếp: nhìn VTV1 phỏng vấn thầy Thích Minh Tuệ chiếu lên cho dân xem, tôi là dân quê thường xem các cuộc phỏng vấn trên TV thì luôn luôn thấy người phỏng vấn và người đáp luôn luôn cùng khung hình, cùng một khung hình. Cái ý của người này, thưa quý vị, ý của người này tức là nói cùng một khung hình á, thì có nghĩa là hình ảnh của người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn cùng xuất hiện trong một cái khung hình thôi. Quý khán giả này thì thắc mắc, cuộc phỏng vấn này, tức là phỏng vấn trên cái phóng sự ngắn đó mà phát trên VTV1, thưa quý vị, cuộc phỏng vấn này thì ghép hình qua ghép hình lại lạ hơn bình thường. Ghép hình qua ghép hình lại theo ý của khán giả đó là hai đối tượng này nằm ở hai khung hình riêng biệt rồi ghép lại với nhau. Từ đó thì khán giả này cho rằng đó là điều không bình thường, đó là điều không bình thường, và yêu cầu vậy theo chuyên môn nhà báo, mong diễn đàn 26 giải thích để khán thính giả của diễn đàn cùng hiểu rõ. Cảm ơn nhiều. Thế đó là toàn bộ cái nội dung của comment của một cái tài khoản khán giả tên là Nhà Quê, thưa quý vị. Rất cảm ơn quý khán giả có tên là Nhà Quê. Thưa quý vị, không biết thì hỏi, thấy lạ thì hỏi, thế thôi. Tôi không biết thì tôi xin không trả lời, tôi sẽ không trả lời. Còn biết thì trả lời. Rất may là tôi có cái khoảng thời gian 20 năm làm báo truyền hình, cho nên các câu hỏi này đối với tôi không phải là khó lắm, không phải là khó trả lời. Và trước khi trả lời, thưa quý vị, trước khi trả lời thì diễn đàn 26 xin mời quý vị xem lại cái đoạn phát biểu của Thích Minh Tuệ trong phóng sự ngắn được phát trên sóng VTV1 đài truyền hình khi hôn, thưa quý vị. Tinh thần với sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như thế hay là những cái việc mà không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà vì cái đó thì giờ mình cũng cái nguyện vọng học tập của mình mà giờ họ ra làm ách tắc mình đi không được thì mình cũng vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì mọi người đừng có tập trung như thế để làm ảnh hưởng, để buộc mình để không học được nữa. Theo họ để quay phim, hay làm những cái việc như kiếm tiền hay là những cái gì đó, hay là những cái đấy thì nó lại không phù hợp. Thế quý khán giả nói rằng thường xem các cái cuộc phỏng vấn trên TV thì luôn luôn thấy người phỏng vấn và người đáp là luôn luôn cùng một cái khung hình. Cái điều này thì bạn Nhà Quê nói không sai. Thường, thưa quý vị, đối với một cái thể loại phỏng vấn trên truyền hình đó, thì bao giờ cũng có cái khung hình ghi cùng lúc hai người, tức là nhà báo hỏi và người trả lời,
tức là nó nằm trong một cái khung hình mà có hai người như vậy đó. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì ít nhất là phải có từ 3 câu hỏi trở lên. Phỏng vấn mà, thưa quý vị. Về mặt hình ảnh á, thì trong suốt cái thời gian đăng tải cái cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình á, thì không bao giờ chỉ có một cái khung hình cố định, mà nó phải được, nó được thay đổi nhiều cái khung hình khác nhau, nhiều góc quay khác nhau. Mục đích là gì ạ? Mục đích là để tránh cái sự đơn điệu, tránh cái tâm lý nhàm chán cho người xem hình. Tôi nói ví dụ như trong một cái tác phẩm phỏng vấn truyền hình đó, thì bao giờ cũng có cái gì ạ? Có cảnh toàn. Cảnh toàn là cái cảnh sẽ thấy cái khung hình cho cả hai người, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn. Ở đây thì có thể nói rằng là đó là nhà báo và người trả lời câu hỏi của nhà báo. Rồi gì nữa? Đó là cảnh toàn. Thế có cảnh trung là sẽ thấy cái khung hình chỉ có một người, mà chủ yếu là tập trung cho cái nhân vật chính. Đó là ai ạ? Đó là cái người trả lời phỏng vấn. Thế còn một cái cảnh trung nữa đó, thì đó là cái khung hình dành cho cái người phỏng vấn, tức là nhà báo, thưa quý vị, tức là nhà báo đó. Thì đối với khung hình mà dành cho cái người phỏng vấn nhà báo đó, thì đây không phải là cái nhân vật chính của phỏng vấn. Quý vị hiểu như vậy, không phải là nhân vật chính. Nó chỉ phụ thôi. Vì là phụ cho nên là cái khung hình mang hình ảnh nhà báo, người phỏng vấn đó cũng chỉ là phụ. Bởi vậy cho nên là nó thỉnh thoảng được sử dụng với cái thời lượng ngắn để thay đổi góc nhìn cho bạn xem hình, và đảm bảo rằng cái người hỏi đó thì đang chú ý lắng nghe cái người trả lời. Đó, thưa quý vị, đối với cái thể loại phỏng vấn á, thì yêu cầu là phải như thế. Như bạn nhà quê comment và hỏi như nào, như vậy thì đúng là như vậy. Thế còn cái điều mà bạn có tài khoản nhà quê thắc mắc trong cái phóng sự phát trên VTV1 đó, thì thưa với bạn nhà quê và thưa quý khán giả đó, thì đó không phải là thể loại phỏng vấn với tư cách là một tác phẩm độc lập. Mà nó chỉ là một cái đoạn phát biểu của Thích Minh Tuệ. Quý vị lưu ý nha, nó chỉ là đoạn phát biểu của Thích Minh Tuệ, mà trong thuật ngữ truyền hình á, gọi chung là nhân vật, thưa quý vị. Có thể nói đó là một cái nhân vật trong cái phóng sự ngắn đó. Nó nằm trong cái phóng sự ngắn của truyền hình đó. Nó phục vụ này, làm rõ hơn cái nội dung, làm rõ hơn cái chủ đề mà phóng sự đó muốn gửi thông điệp đến cho khán giả truyền hình. Đó. Vì không phải là thể loại phỏng vấn như là khán giả nhà quê hỏi, cho nên sao ạ? Cho nên nó không bắt buộc phải cùng lúc xuất hiện người hỏi và cái người trả lời trong một khung hình. Nó không bắt buộc như vậy. Tất nhiên á, nếu như mà xuất hiện cùng lúc thì cũng tốt thôi. Nhưng không xuất hiện cùng lúc thì cũng chẳng sao. Thậm chí là trong cái phóng sự này đó của VTV1 thì không xuất hiện hình ảnh nhà báo đang nghe Thích Minh Tuệ nói đó thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì cái nhân vật mà người ta cần nhìn là Thích Minh Tuệ. Điều mà người ta cần biết là Thích Minh Tuệ như thế nào mà thôi. Cho nên nó là gì ạ? Cho nên là việc ông Minh Tuệ và nhà báo không xuất hiện trong cùng một khung hình là nó cũng không có gì lạ cả. Không có gì lạ cả đâu bạn nhà quê. Thưa quý vị, tôi đã có thời gian làm truyền hình 20 năm đó. Thì tôi cũng đã thực hiện rất nhiều cái tác phẩm phỏng vấn, rồi nhiều cái tác phẩm phóng sự ngắn, 3 phút có, 5 phút có. Thì chúng tôi đều thực hiện như thế cả. Nó không có cái gì là bất bình thường. Tôi bảo đảm với bạn nhà quê là như thế. Thế đó là cái câu trả lời dành cho cái câu hỏi của bạn nhà quê, cho rằng là cái sự mà
giữa cái người trả lời, tức là ông Thích Minh Tuệ với lại cái nhà báo, hai khung hình riêng biệt mà là bất bình thường. Thì tôi trả lời với bạn ấy rằng là không có gì bất bình thường cả. Cái đó là chúng tôi vẫn thường làm như thế. Kính thưa quý vị, kể từ hôm mà ông Thích Minh Tuệ ẩn tu thì trên sóng đài BBC tiếng Việt, rồi trên sóng đài Á Châu Tự Do, rồi Việt Tân đó, thì lưu loa rằng là ông Thích Minh Tuệ đã bị bắt. Rồi các đài này còn kích động dư luận đòi hỏi chính quyền công khai đó, là hiện giờ ông Minh Tuệ ở đâu. Định hướng dư luận, tức là các cái đài này đó, định hướng dư luận nghĩ về những hành vi không hay của chính quyền đối với ông Thích Minh Tuệ. Từ luận điệu xuyên tạc này đó, thì đã làm cho dư luận đưa ra những cái nhận định, những cái dự đoán xấu cho Thích Minh Tuệ. Và sự thật thì như thế nào ạ? Thích Minh Tuệ đã xuất hiện, và đây theo diễn đàn 26, đó là một cái cú vả vào mặt những cái kẻ loan tin một cách hàm hồ và kích động. Các đài này còn lớn tiếng xuyên tạc rằng đó Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo, vi phạm cái quyền tự do tín ngưỡng, quyền hành đạo của công dân. Họ còn dạy cho Việt Nam rằng đó là chính quyền địa phương, lực lượng công an đó, thì phải có nghĩa vụ giữ an toàn về giao thông, an ninh trật tự cho cái đoàn hành đạo, chứ không được phép yêu cầu dừng cái việc đi bộ tu hành. Thưa quý vị, trên thực tế thì công an, chính quyền địa phương đã làm khá tốt cái điều này đó chứ ạ. Mà tôi nói cụ thể ở đây đó là gì ạ? Đó là đây là lần thứ tư ông Minh Tuệ đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, chứ nó không phải là lần đầu tiên. Và ngay cả cái lần thứ tư này đó, thì ông Thích Minh Tuệ cũng đã thực hiện trọn vẹn cái đường tu học của mình từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc. Và chỉ khi đi vào trở lại đó, đi vô Nam đó, thì ông mới bị nghiệp chướng, bị ma tăng cản đường và ngăn bước. Bị ma tăng cản đường ngăn bước, đây là việc hoàn toàn bất ngờ và trái với ý muốn của Thích Minh Tuệ. Thật ra Thích Minh Tuệ đâu có nhu cầu là biết mọi người biết Thích Minh Tuệ là thực hiện cái hành tu hạnh Đầu Đà, và ông cũng không phải có cái nhu cầu muốn là mình trở thành người nổi tiếng. Cho nên là cái việc mà các ma tăng cản đường ngăn bước là một việc hoàn toàn bất ngờ và ngoài ý muốn của ông Thích Minh Tuệ. Và kính thưa quý vị, và chỉ có cái khi, chỉ khi tình hình đã vượt qua cái sự kiểm soát, sức khỏe tính mạng của người dân bị đe dọa, an ninh an toàn trên cái lĩnh vực giao thông, trật tự xã hội thì có cái chiều hướng xấu, thì chính quyền mới trao đổi với Minh Tuệ chứ. Chính quyền mới trao đổi với Minh Tuệ chứ. Trước đó bao nhiêu năm nay thì ngay cả lần thứ tư này thì chính quyền có làm gì đâu ạ. Hết sức tạo điều kiện để cho ông Minh Tuệ tự do hành đạo của mình. Thế ông Minh Tuệ đã hiểu và tự nguyện dừng đi bộ. Ông Minh Tuệ đã hiểu ra cái điều đó và ông tự nguyện dừng đi bộ. Và thưa quý vị, cái chuyện dừng đi bộ này đó, thực hiện cái ẩn tu này thì cũng không phải là cái gì đó là quá bất ngờ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà ông Thích Minh Tuệ từ Bắc về tới Đèo Ngang đó, thì ông đã nói Đèo Ngang là cái khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Bình, thưa quý vị. Thì ông cũng đã nói rằng là mọi người đừng có đi theo ông ấy nữa, ông ấy không cần, nếu cứ đi theo như vậy thì ông sẽ ẩn tù. Thì ông nói rõ như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà cái đoàn người đi theo ông thì ngày một đông, lại có người chết, hai ba người phụ nữ thì bị ngất xỉu. Vì vậy cho nên chính quyền yêu cầu ông phải đảm bảo sức khỏe này, rồi an toàn tính mạng cho mọi người. Thế cái yêu cầu này là đúng chưa? Và thưa quý vị,
ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bộ là lẽ đương nhiên, là lẽ đương nhiên thôi. Và tôi rất lấy làm tiếc cho ông Minh Tuệ về cái nghiệp chướng vừa rồi, và ông cũng may là ông tự giải thoát cho mình khỏi cái nghiệp chướng đó. Thế đó là góc nhìn riêng của diễn đàn 26. Và tôi sẽ trở lại cái câu chuyện này, cái câu chuyện về ai đã hại Thích Minh Tuệ. Thưa quý vị, bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.